Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy Z đây, tiếp tục với series của chuyện Pokemon Siêu học viện 3D nha anh em ơi. Game này anh em có thể tải trên mạng, trên Google Play hoặc là App Store đều được nha, đều có cả. Có lì xì đón chào đây, nhiệm vụ tích Ruby nhận quà siêu khủng anh em ạ. Có một cái code mới, có một bạn đã để cho mình một cái code mới ở trong cái tập hôm qua. Mình sẽ tắt bớt cái đi cho đỡ tiếng ha. Còn nữa nè anh à, đây. Có một cái code mà tên là Seimin anh em ạ. Chúng ta sẽ nhập thử cái code này xem như nào nhé. Lucy chào đón năm mới. Cái này là nạp đầu ha. Rồi, chúng ta đổi tên thành Ezzy rồi. Và bây giờ tôi sẽ chọn Super Gui. Mình sẽ vào cái code đặt đây nhé. Anh em nào mà chưa nhập 13 cái code thì anh em có thể là xem cái video ở cái góc màn hình nhé. Video ngày hôm qua chúng ta có 3 vé chiêu mộ cầu nguyện anh em ạ. Tôi chẳng biết tôi có ra được con gì hay không, tôi có thử chiêu mộ ra xem. Tôi có 30 vé ở đây. Chiêu mộ này anh em, ra con gì đây nào? Liệu rằng chúng ta có ra con ngon hay không? Cái giống kiểu ấy thế. SSR Totodile. À, con cá sấu con anh em ạ. Tôi ra SSR cá sấu con. Một con đầu tiên. 10 cái tiếp theo có một cái gì đó vàng chóe anh em ơi, xem có gì nào. Gì đây? SSR. Ui, thần thú Raikou. Wow, quá đẹp luôn anh em ạ. Một con Pokemon huyền thoại vãi đạn luôn. Raikou SSR nên chơi anh em nhá. Tiếp tục nào, quay số trúng thưởng và chúng ta sẽ có ai đây. Let's go SSR. Ui, Executor còn chiêu mộ cao. Cái này là chúng ta sẽ được mảnh của Disto SSR. Vẫn là mảnh Disto SSR thôi. Để nâng cấp con SSR thì xin năm mới cửa hàng. Tiếp tục và nâng cấp Pokemon mà mang đi đánh nhau anh em ạ. Chúng ta sẽ chắc nó đánh con Raikou rồi anh em ơi. Đẹp Pokemon điện này. Cần tăng cấp nhờ huấn luyện viên trước anh em à. Con này với con Totodile là đẹp. Thế bỏ con nào đây? Bỏ con Magikarp à? Tôi chưa biết sẽ bỏ con nào. Con này là con SR, một con hệ nước anh em ơi. Bồi dưỡng skill cùng cái thứ gì đó. Bồi dưỡng hoàn hảo, tiến hóa. Con này có tiến hóa đâu. Đeo ngay. Không có gì. Okay, thám hiểm đi ta. Cứ thám hiểm sẽ có thêm vé anh em nhé. Nào, khiêu chiến nào. Ôi trời, tôi ấn luôn rồi. Bỏ con cá sấu này đi. Raikou EV 2007 2008. Đang xuất chiến. Con Magic Cup là 2003 2007 cơ mà. Bỏ con này đi. Không phải con này, mà là con này. Khai chiến anh em ơi, let's go. Thành công luôn. Con Raikou, thần thú Raikou trông xịn sò, nó có một con ngựa lửa anh em ạ. Cứ đi map càng nhiều càng tốt anh em. Đi map ra xem đây có code củ gì không? Đây có code mới đây anh em, để tôi lên cái trang chủ của cái game này xem có cái code gì mới mẻ để lấy cho anh em không nhé. Cứ để nó đi tiếp thôi. Cái gì đây? Nhiệm vụ à? Nhận ngay nhiệm vụ hàng ngày à? Đấy vào đây. Hình tích này. Nhận này. Ok anh em ơi, rồi thám hiểm anh em ơi, tiếp tục tiến lên này. Đấy, phần vào đây kêu chiến này. CNS ở trong kia mình đã có sở hữu rồi, ở trong này thì chưa sở hữu con CNS anh em ạ. Nhìn nó đẹp quá, nhìn đẹp quá ấy trường. Cái này là siêu học viện 3D, khá nhanh, đánh nhanh lắm, tôi cứ đi map thôi. Hành trình vô tận. Bắt đầu đánh luôn anh em. Cái này là cái gì đây, tôi không biết là đánh cái gì luôn. Đánh nhau với một con. Ui, cái này gì ấy? Chiêu mộ để nhận nhiều Pokemon hơn. Nhập ngay mã pin. Ok, vẫn là team này thôi anh em. Khai chiến nào. Let's go. Hả team. Đừng quên bình luận. Mã code theo thể lệ không cần hứa hẹn. Chính thức sẽ trao mã code theo thể lệ và không cần hứa hẹn. Chúng mình sẽ không cung cấp mã nhân dân, không thực hiện thả team và chia sẻ. Ta có
và chia sẻ nữa anh em. Có đích chia sẻ này lắm. Rồi anh em ơi, chúng ta vẫn có thể là càn quét. Chúng ta chưa thể càn quét được, tôi cứ đi đánh cái ải đã. Cái này như ở leo tháp anh em ạ. Rikades, Sever, Kutum, Girados, Gacha, 38, các kiểu là nhiều. Nhiều lắm. Ta 68 mấy phút thì sao anh em phải thử nhặt thêm mấy cái sao có chung game. Về D22 D11 D333 D444 D555 D666 D17 Gagados Gacha 68 tăng bậc. Rồi tôi còn một phút nữa anh em. V Gacha 99 Pisto SSR Cmin. À còn hai cái, còn hai cốt nữa anh em ơi. Ta nhập nốt hai cốt vào luôn ha. Rồi quay lại đây, ấn vào con này, ấn vào gift code và chúng ta sẽ có một cái code là Gacha 38. Mình chưa nhập code này anh em ạ. Ơ code này nhập rồi à? Không nhập được. 38 không nhập được luôn. Cmin Thủy Tiên. Đấy, cái này thì được nè. Cái SHV 30D Gacha 38 không nhập được nhỉ. Có hiểu, không cái code không nhập nổi luôn. Như vậy này sẽ có hai cái code mới để cho anh em nhé. Tuyệt vời mà trời. Ok, tôi có 6 vé. Tăng bậc các kiểu. Rồi, tôi đi đánh đi đã. Hộp thư có tặng gì không? Thêm 200 game đá khi bậc 1 anh em ạ. Cửa hàng hiện tại nó cũng chưa có gì tấn tài chiêu mộ ở đây này. Chưa đủ anh em, tôi chưa đủ vé ha. Tôi muốn chiêu mộ thêm lần nữa, nếu được ra con gì sao. Còn thiếu 5 ải nữa sẽ nhận được thêm 5 vé anh em ạ. Còn gì, quà thám hiểm này. Thêm game này anh em. Cứ đi nhiều ải là anh em sẽ được thôi. Thành phố Tokiwa 5 ải nữa thôi là chúng ta sẽ nhận được thêm 5 cái vé nữa, tội gì mà không đi nhỉ. Chiến anh em, let's go. Đây là đội hình đang mạnh nhất của chúng ta rồi. Chạm cái gì đấy, không hiệu ứng à. Được cái đồ họa đẹp nhỉ. Được cái con thần thú Raikou, à xịn sò. Trở về căn cứ à. Tăng bậc Pokemon. Nhận ngay này. Đá kết tinh này. Bồi dưỡng này. Theo ngay này, đây là đồ anh em ạ, tăng bậc này. Tăng bậc thám hiểm này, chưa có thám hiểm thêm anh em nhé. Tôi vẫn chưa qua cái phần gọi là hướng dẫn của cái đầu game anh em ạ. Ok, khai chiến nào, let's go, siêu sức mạnh, tấn công. Hồi lửa. Úi dồi ôi, tấn công này. Oh my god. Nhồn tấn công này anh em. Wow. Game lại đơn giản như đan rổ anh em ơi. Cứ ải sau đi, CNA đẹp quá nhờ. Được cái đồ họa này đẹp. À tôi có mở khóa thêm con nữa kìa. Con cá sấu tiến hóa kìa anh em ơi, đẹp chưa. Totodile tiến hóa cá sấu đẹp chưa. Phê thật, nhìn trông được ấy. Tấn công, giật điện. Tôi cho thêm một con nữa vào trong team mà đẹp anh em nhỉ. Hải sau luôn. Đây này có thể thêm được một con mà nữa. Chúng ta chọn cho tất cả con này là con nào khỏe nhất thì cho vào thôi. Con này thôi anh em. Rồi. Giờ thêm con nữa thì tôi cũng không biết là để ở đâu anh em ạ. Thêm một con là cũng sẽ mạnh hơn cho team khá nhiều. Có cốt cùng gì nữa không nhỉ? Xem vừa ra mắt live stream chuyện trò group cộng đồng thì mới cùng đồng bị cần thiết để trải nghiệm. Hai mở server mới còn một cái code đấy nhưng mà họ bắt mình chúng ta like xong rồi chia sẻ xong rồi còn các bạn bè thì chia sẻ các bạn bè thì nó hơi bị lâu. Ba người bạn nữa thì chắc là thôi nhá. Tôi có đánh thường thường rồi thôi anh em. Chưa mở này, kia hàng sau. Cho con Raikou lên trước có khi ngon. Không rồi. Thời
nâng cấp, đĩa sẽ nâng cấp dồn hết cho con đấy rồi, Raikou anh em ơi, Raikou. Con Charmeleon của mình bây giờ làm tiến hóa nhỉ? Tôi phải nâng cấp thêm cho con team nhé, đủ vé cả. Đủ vé tôi mở thêm lần nữa để xem được con thần thú SSR nào xịn không thì tăng cấp cho nó anh em. Tội gì anh em kìa. Rồi tấn công, giật điện. Úi xời, bay màu luôn anh em ạ. Đến thành phố Nibi ạ. Chúng ta xong cái map này rồi. Chúng ta tới thành phố Nibi ngày 1. Ok. Đó, đủ vé đây anh em ạ. Giáp đo một trong 3 bộ con chim gọi thần thoại ngày 7 anh em ạ. Để thêm được 5 vé nữa. Ngon nghẻ luôn. Rồi, quà tặng siêu giá trị các kiểu là điều rồi, ok. Rất là nhiều quà để chúng ta anh em thám hiểm, tôi sẽ về đây đã, chiêu mộ. Tôi đang có 15 vé thôi anh em ạ. Chúng ta cho mình 5 vé gì ấy, chiêu mộ cao cấp ạ. Có thể ra một trong những con này, 3 thần thoại. Nhưng mà lượt chiêu mộ, nhưng vấn đề ở đây là không cho. Ở đây như con UR anh em ạ. SR là loại thường anh em. Phải ra được UR, vì UR có Rayquaza, khó lắm nhỉ. Có Groudon, ok, và có con này luôn, Kyogre luôn. Quay quái là không ra được con UR luôn. SSR thì đúng là cùi, thật sự là cùi anh em ạ. Tại SSR nhìn là SSR đó. Lavita, Lavitu này đúng buồn luôn. Gì nói. Không có gì để gọi là chiến lệnh hạn giờ, cái này đăng rồi kích hoạt thôi. Nhiệm vụ chiến lệnh này nhận ngay này. Cái này kích hoạt cái chiến lệnh thì chúng ta sẽ nhận được thêm những phần quà ở đây ha. Dưới này thêm phần quà Disto. Ok đấy, vui server mới. Đây là cái nhiệm vụ server mới này anh em. Ngày 1 quà ưu đãi 1.000 thì sẽ được 10 vé. Ok, mua luôn, cái này quá rẻ nha, 1.000 và 10 vé thì quá rẻ. Có SR, à có UR không? Có SR gì đúng không? UR, ui trời ơi, Spitter, con bọ ngựa. Con gì đen hơn là đen, quá đen cho đội bán kem. Rương Pokemon, SR tùy chọn. Ê, dạ, chưa bộ. Ra được UR ra kiểu gì hay là phải thích game, tôi nghĩ là phải thích game anh em, đừng có đủ game nhé, thật đừng có thích game, thật đừng có dùng game bây giờ. Chương bộ tôi được cái này, được thêm mảnh của Disto anh em ạ. Vấn đề là Pokemon Disto có thể tăng được đấy không, Disto nó cũng cấp SSR đấy anh em ạ. Absol. Mấy con này là không có cái ấy nhỉ, SSR này, đây có thông tin này, thông tin của con này anh em. Con này là con là gì, SSR luôn. Chúng ta Queen chắc chắn là SSR rồi. Tiến hóa thì nó còn khá nhiều. Tiến hóa sẽ cấp 15, cần thêm 2 đá lửa anh em ạ, để shop hoặc cửa hàng để mua. Đá lá bạc, đá đột phá, đá lửa thì không biết mua ở đâu. Ví dụ con Charizard này mà muốn tiến hóa thì sao? Tiến hóa thì sẽ cần lên cấp 35, 4 đá lửa, 4 đá gì ấy? Đá hệ bay ạ, vì chuyện đó là Charizard rồi anh em. Con này đang ngon. Con này đang ngon. Phải tăng cấp nhà huấn luyện đấy anh em ơi. Con điện của con đấy, con nước này là đẹp này, Cocodai quá hợp lý luôn. Con này là con hệ gì đấy, nhiều con quá nhỉ. Con tay Pokemon này, ui UR, bao giờ tôi lấy được UR anh em. Quạt mục tình thế sự kiện cầu nguyện, cái này phải anh em ơi. Ăn thế đó, ăn bù hoa tiêu. Làm sao để mà sở hữu được UR nhỉ anh em? Phải nạp vào thôi hay như thế nào đấy á? Chiêu mộ gì đây? Thế được 2 vé nữa anh em. Hành trình vô tận.
chỗ nào có vé thì tôi đi làm thêm một kiếm vé anh em. Vui chưa có vui luôn, tấn tài phúc lợi đổi đủ cái gì đó, siêu học viện 3D đổi được 2000 game luôn một vé. Cái vé này cái vé mà xịn lắm rồi anh em, thấy không, cái vé xịn giò lắm, rất là mở kiểu gì không mở nhé. Cái này qua lập thẻ là chắc phải nạp vào thì mới nhập được anh em nha. Cái mốc này là mốc gì, 4000 game anh em ạ, thành tích này rất là nhiều thứ rồi. Ok, tôi có 6 vé này, có thể dùng để chiêu mộ Pokemon trong cái này 34. Phẩm tiêu hao cái này tôi có vé không, trong này có vé cái gì không, nhóm lượng cấp 34 mới dùng được anh em. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào lại anh em nhá, game hay.